Em xin chào tất cả các anh cần thủ ạ. Và quay trở lại video này, video 959 của shop em nha các anh. Buổi sáng hôm nay thì em cũng mới về được những cái mẫu ISO phen lớn để các anh câu đơn ngâm này. Có những cây thì mình đánh lua được nha các anh, dạng lua rút. Và đặc biệt hôm nay là hai cây cần Ikeda, một cây là fib còn một cây carbon. Đọt cực kỳ dễ nha các anh, đọt dẻo cong vuốt luôn. Và những mẫu cần tay lóng ngắn for carbon hàng em mới về hôm nay ạ. Một cây gamma rắp khúc nha các anh. Cần tay gamma rắp khúc đây. Và phía cuối video sẽ là ba cây cần tay săn hàng từ 7m2, 8m1 cho đến 9m, cần tay lóng dài săn hàng nha các anh. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc mình đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em hỗ trợ miễn phí ship cho mình nhé. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em có ghim bên góc trái màn hình 0933 111 365 nha các anh. Và đầu tiên sẽ là mẫu lưỡi câu rô phi nha các anh. Câu rô phi câu mương suối này, lưỡi này nó cũng có ngạnh nha các anh. Lưỡi có ngạnh và form thì form đứng như này, form thẳng đứng như này nha. Đầu lưỡi rất là sắc bén luôn các anh. Dòng này thì bên em bán rất là nhiều này, và mỗi túi như này á, mỗi vỉ như này thì nó sẽ được tầm 45 tầm 45 50 lưỡi cho một vỉ. Và ở đây thì em có combo là 6 vỉ tất cả nha các anh. Combo 6 vỉ sẽ có mã số 1, giá là 99.000 6 vỉ nha, 99.000 ạ, mã số 1. Và tiếp theo mã số 2 là một cây cần tay BVLC nha các anh. Cần tay BVLC và chiều dài của cần này nó là 5m4 ạ. Chiều dài cần 5m4. Nằm mà các anh xem. Phôi là carbon nha. Phôi cần là phôi carbon. Và 5m4 cần sẽ có tổng cộng là 5 lóng tất cả ạ. Đầu bu thì xoay 360 độ chống xoắn dây nè. Phôi carbon xoắn từ ngọn. Carbon xoắn tất cả các lóng luôn nha các. Xoắn từ ngọn cho mình. 5m4, 5H cộng. Đọt 1 ly 2 và trọng lượng của cần là 180g nha các. 180g cái này. Và mã cần số 2, mã số 2 giá cần sẽ là 420.000. Mã số 2 cần sẽ có giá là 420.000 nha các anh. Chiều dài 5m4 của BVLC ạ. Và tiếp theo là mã số 3. Số 3 một cây BVLC 6m3 nha các anh. 6m3. Cái này thì ngọn của nó là 1.2 ly ạ. Ngọn 1.2 ly. Đây mời anh xem nè. Đầu bu thì cũng xoay 360 độ luôn. Xoay 360 độ chống xoắn dây. Nó chỉ khác về size, về thông số thôi các, chứ phôi lóng nó đều như nhau hết nha. Đấy, đều như nhau, đều là màu nước sơn đen trơn này. Và cây 6m3 này cứng 5H, ngọn là 1 ly 2, trọng lượng 230g. Mã số 3, mã số 3 và giá cần là 520.000. Mã cần số 3, cây này sẽ có giá là 520.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4, số 4 là một cây 7m2 nha các. 7m2, dòng còn tay săn hàng này, cũng độ cứng 5H luôn ạ. Độ cứng 5H, có nắp chụp đi kèm cho các anh đây ạ. Độ cứng 5H nha. Cái này thì đo của nó sẽ 1 ly 2 và 7m2, nhưng mà trọng lượng chỉ có 310g thôi các anh. Chỉ có 310g thôi, khá là nhẹ. Chiều dài 7m2 nha. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn dây nè. Trọng lượng 310g và mã số 4, cái này sẽ có giá là 580.000. Mã cần số 4 còn có giá là 580.000 ạ. VVLC 7m2. Và tiếp theo thì em sẽ lên những mẫu cần ISO, ISO khuyên lớn này ta. Đầu tiên là một cây 2m1 độ cứng 10. ISO khuyên lớn 2m1 cứng 10, hàng Korea xuất thị trường Nhật, còn sẽ có 3 lóng nha các, 3 lóng tất cả. Bát thì là Fuji FS6 dạng bắt gập này. Fuji FS6 bắt gập. Và ngọn là 1.1 ly. Ngọn cần 1.1 ly. Cái này nó có 3 lóng nha các. 3 lóng và 3 khuyên chạy tất cả ạ. 3 lóng 3 khuyên chạy. Dàn khuyên Fuji xứ xám nha các. Khuyên Fuji loại xứ xám cho mình. 2m1 cứng 10. Ngọn 1.1 và trọng lượng là 120g. ISO khuyên lớn nha các. Khuyên lớn. Câu đơn này, bè này. 2m1 cứng 10 nha. Và mã cần số 1, cây này có giá 550.000. Mã cần số 1 550.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 2. Một cây ISO Suyumi nha các. Cần ISO Suyumi chiều dài 2m1, thu gọn là 1m14 ạ. Và độ cứng là từ 10 cho đến 15.
Bát Fuji FS6 bát rộng. Và cây 2m1 này nó có hai lóng nha các, hai lóng hai khuyên chạy dàn khuyên Fuji xứ xám ạ. Dàn khuyên Fuji nó xứ xám, carbon xoắn cả hai lóng luôn. Cả hai lóng nha các. Khuyên xứ xám. Và ngọn cần ngọn 2 ly trọng lượng 120 g ạ. 120 g mã cần số 2 và cây này có giá là 550.000, mã số 2 giá cần 550.000. Và tiếp theo là mã số 3 nha các, mã số 3 một cây 2m4 độ cứng 50. Cây này là hàng Korea xuất thị trường Nhật ạ. 2m4 cứng 50. Bát Fuji, bát vặn. Tay cầm cánh mút. Bên dưới cái phần nắp đuôi này của nó có cái khuyên để buộc dây bảo hiểm nha các. Cần ISO 2m4. Và cần này sẽ có hai lóng nha, có hai lóng tất cả. Hai lóng và ba khuyên chạy ạ. Hai lóng và ba khuyên chạy nha các. Khuyên của nó cũng là Fuji xứ xám luôn ạ. Và cái màu nước sơn này các, màu nước sơn lóng bên trong này khá là đẹp, 85% nha, rất là ít xuất sắc. 2m4 cứng 50. Ngọn cần là 2 ly trọng lượng 228 g, mã số 3 ạ. Mã số 3 và giá của cây này là mã số 3, giá cần là 600.000 nha các, độ cứng 50, độ cứng cao này, đọt to 2 ly. Mã số 3 có giá là 600.000. Và tiếp theo là mã số 4 nha các, số 4 một cây ISO. Một cây ISO Suyumi. Dòng mà Power Ford ạ, chiều dài 2m1, bát Fuji FS6 bát gập. Khuyên đây các, khuyên là Fuji xứ xám. Còn có hai lóng, có hai khuyên chạy nha. Hai lóng và hai khuyên chạy. Ngọn sẽ là 1 ly 9, còn trọng lượng là 116 g ạ. Khoảng 1.9 ly. 2m1, cây này có độ cứng tầm 20 nha các, 20-25. Đo ra thẳng tắp luôn. Cây này thì độ cứng tốt nè, nó không quá mềm đâu các. Khuyên xứ xám hết cho các anh nha. Và ngọn là 1 ly 9, trọng lượng 116 g, mã số 4. Mã số 4 giá cần 500.000, mã cần số 4 có giá là 500.000 ạ. Chiều dài 2m1. Và tiếp theo là mã số 5 nha các. Mã số 5 là một cây ISO dòng Holiday Spin của hãng Shimano nè, Holiday Spin 3m6 độ cứng 15. Made in Korea nha các, hàng Hàn Quốc xuất thị trường Nhật là có tem vàng. Bát thì là Fuji FS7 bát gập ạ. Toàn bộ khuyên là Fuji xứ xám hết. Còn có 4 lóng nha các, 4 lóng, 2 khuyên chạy. 4 lóng, 2 khuyên chạy. Carbon xoắn từng ngọn. Và ngọn là 2.1 ly. Ngọn cần 2.1 ly. Trọng lượng thì là 225 g nha các. 225 g ạ. Dàn khuyên Fuji xứ xám, bát cũng là bát Fuji luôn các. Và cái này có mã số là số 5. Mã số 5 giá là 700 ạ. Hãng Shimano nha các, mã số 5 có giá là 700.000. Và tiếp theo sẽ là mã số 6 nha các. Mã số 6 là một cây cần ISO của hãng Olympic ạ, dòng Black Spin chiều dài 3m6 nè các. Chiều dài 3m6 và bát ra dạng bát Fuji FS7 bắt gặp như này ạ. Bát Fuji FS7 bắt gặp nha. Và cây này nó có 4 lóng các, 4 lóng có 3 khuyên chạy nè. 3 khuyên chạy và 4 lóng tất cả ạ. Dàn khuyên của cây này sẽ là khuyên hãng. Dàn khuyên hãng. Dài 3m6 và độ cứng tầm là 20-25 nha các. Có thể câu đơn này, ngâm hoặc là lăn xê đều được hết ạ. Đường ngâm lan xê phôi carbon xoắn chỉ là nó xước xét về phần ngoại hình thôi, chỉ xước xét về phần ngoại hình nhé. Và ngọn là 2 ly trọng lượng 236 g, mã cần số 6 nha các, mã số 6 và cây này có giá là 650.000. ISO Olympic ạ, mã cần số 6 có giá là 650.000. Và tiếp theo mã cần số 7 một cây ISO 4m5 nha các, khuyên lớn của hãng Promarine này. 4m5. Bát sẽ là dạng bát hãng bát vặn ạ. Phần tay cầm này các có xước xát li ti nha, không tránh khỏi được. Vì là hàng bãi về nó không tránh khỏi được xước đâu các. Nhưng mà quan trọng là phôi lóng là không dập, không gãy, vẫn còn nguyên vẹn. Nên là mình nhận hàng được kiểm tra hàng nhé. Được kiểm tra hàng thoải mái ạ. Dàn khuyên đi kèm sẽ là khuyên hãng nha các. Dàn khuyên hãng. Cái này nó có 5 lóng, có 5 lóng và ba khuyên chạy tất cả ạ. Cần có 5 lóng và 3 khuyên chạy. Phôi là carbon này. Khuyên hãng nha các, khuyên hãng bát hãng, ngọn là 1 ly 6, trọng lượng 323 g. Và mã số 7,
Mã số 7 cái con này có giá 550.000 và 4m5 nha các. Mã số 7 có giá là 550.000. Và tiếp theo là mã cần số 8 ạ. Mã số 8 một cây 5m4 độ cứng 3 dòng carbon rod. Carbon rod 5m4 cứng 3 nha các. Cũng là iso carbon luôn, cần khuyên lớn 6 lóng. 6 lóng ạ. 5m4 nhưng mà họ ghi chiều dài thực là còn 5m3 thôi nha các. Họ có ghi chiều dài thực bên dưới này cho mình. Bát thì là Fuji này, dạ bát vặn. Phôi carbon xoắn toàn thân. Cái này ngọn sẽ là 1 ly 8 nha các. 1.8 ly, cần cũng khá là nhiều khuyên chạy nè. 5 khuyên chạy tất cả ạ. 5 khuyên chạy tất cả. Carbon xoắn từ lóng ngọn cho đến lóng gốc luôn nha. Xoắn toàn thân từ lóng ngọn đến lóng gốc. Và ngọn cái này 1 ly 8 trọng lượng là 324 gram, độ cứng 3. Nếu mà hạ tay thì cái này nó được 45H nha các. Nếu hạ tay đánh chip dịch vụ 45H cái này khá là ổn ạ. Bên trong 85% nha. Có xước li ti. Khoen thì Fuji xứ xám các. Và mã cần số 8. Mã số 8 giá cây này là 700.000 và 5m4 cứng 3, mã số 8 700.000 ạ. Và tiếp theo mã số 9 là các. Số 9 là một dòng cần lưu rút nha, lưu rút của Suyumi Satsuta 2m7. Cái này độ cứng M tải mồi từ 7 đến 21g, tải cá từ 8 đến 20 lb, là khoảng tầm 10 kg cá nha các. 10 kg cá. 3 lóng nè, 3 lóng 3 khuyên chạy. 3 lóng 3 khuyên chạy ạ. Dàn khuyên Fuji xứ xám. Phôi carbon xoắn. Khuyên Fuji xứ xám nha các. Màu nước sơn màu xanh rêu này. 2m7 cứng M. Và cái này có ngọn là ngọn này khá là to nha các, ngọn 2 ly 6 này. Trọng lượng là 120 g và mã số 9 giá còn 600.000. Mã số 9 nha, cái này sẽ có giá là 600 ạ, chiều dài 2m7. Và tiếp theo là mã cần số 10. Mã số 10 sẽ một cây Suyumi 3m ạ. Cần Suyumi 3m Satsuta này các, 3m cứng M, tải mồi từ 7 đến 21g, tải cá 8 đến 20 lb. Và ngọn cần sẽ là 2 ly ạ. Cái này ngọn 2 ly. 3 lóng nha các, 3 lóng 3 khuyên chạy. Carbon xoắn toàn thân. 3 lóng 3 khuyên chạy cho mình ạ. Cần lưu rút Suyumi tải mồi 7 đến 21g, tải cá từ 8 cho đến 20 lb, ngọn 2 ly, trọng lượng 231 g nhé. Và cây này mã số 10. Mã số 10 giá cần sẽ là 700.000 nha các. Mã số 10 cây này có giá là 700.000 ạ. Và tiếp theo mã 11. 11 là ISO khoen lớn các. 11 ISO khoen lớn 4m5 độ cứng 4. Khoen Fuji xứ đen ạ. Đây 45 cuốn 4, phôi lóng đẹp này. Để xem. Ngọn của nó là 1 ly 7 nha. Ngọn 1 ly 7 màu nước sơn này. Mới ken luôn các anh. Xây xứ chỗ nào thì em sẽ quay chậm, quay kỹ chỗ đó để các anh tham khảo nha. Vết này vết dính keo thôi các. Vết dính keo thôi. Cái này em thấy nước sơn đẹp nè, các anh có thể tham khảo. Độ cứng 4, độ cứng cao nữa, mình tải mồi, ngâm, lăn xê đều được hết ạ. Và con sẽ có tổng cộng là 3 khuyên chạy tất cả nha. 3 khuyên chạy và 5 lóng. Ngọn 1 ly 7 trọng lượng 270 g và mã số 11. Mã 11 giá cần là 780.000. Mã 11 nha con, con sẽ có giá là 780.000. Và tiếp theo là mã số 12. 12 là một cây 3m1 độ cứng 30 của Daiwa nha con. Daiwa Holderlock Misaki 3m1 độ cứng 30, hàng Đài Loan xuất thị trường Nhật ạ. Đài Loan xuất thị trường Nhật, có mã có tên vàng. Báo thì là bách hãng này, bách hãng bách vặn như này. Còn phần tay cầm trên này của nó sẽ là cán mút nha các. Tay cầm cán mút. Toàn bộ dàn khuyên là Fuji xứ xám, còn đầu bu sẽ là đầu bu xích chống xoắn ạ. Đời cao cho nên là nó có định vị khuyên đầy đủ. Có định vị khuyên đầy đủ nha các. 4 lóng. À, 3 lóng chứ, 3 lóng, 4 khuyên chạy. Định vị khuyên, định vị lóng đầy đủ luôn, hàng đời cao nha các. Daiwa Holderlock ạ. Và cái này nếu mà tính theo cần lua thì nó sẽ cứng tầm M. Nếu tính theo cần lua sẽ cứng M nha các. Đầu bu xích, đầu bu xứ xích, chống xoắn dây nè. Và ngọn là 2 ly, trọng lượng 278 g.
mã cân số 12 giá 1.850.000, Dow Holder Lock mã 12 giá 1.850.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 13, 13 sẽ là một cây Ikada nha các, cần Ikada full fib của Nissin dài 1,8 m. Ikada fib Nissin 1,8 m và cây này là cần cần gấp hút nha các. Gấp hút là khi nào mà các anh dùng á, mình xoáy cái nắp đít ra, mình lấy ngọn ra mình ráp vào từ trên xuống nha. Đây mà các xem đọt của nó cong vút như này luôn. Đọt này cực kỳ dẻo nha các. Cực kỳ dẻo, câu gì nâu chép hanh này. Đọt này đánh rất là cảm giác luôn. Nissin, Nissin 1,8 m, full fib ạ. Và hai cái khuyên cái đời ba bên ngoài là Fuji sứ xám, khuyên bên trong là kim loại nha các. Khuyên kim loại nhỏ không có sứ. Nissin này, bát Fuji FS5 nhận bát gập ạ. Và ngọn là 0.9 ly, trọng lượng 73 gram. Cái này có mã số 13 nha các. Mã 13 và giá cần là 390.000, mã 13 390.000 ạ. Tiếp theo là mã 14 nha các. 14 là một cây cần Ikada của Hàn Quốc xuất thị trường Nhật, chiều dài 1,8 m. Và cây này cũng là cần gấp khúc luôn. Khuyên Fuji sứ xám này. Báo từ là Fuji FS6 bắt gặp. Màu nước sơn của nó giả chút nha các, giả vân chút. Còn phôi là carbon. Còn carbon chỉ là màu nước sơn nó giả chút thôi. Ngọn là 0.9 ly này. Trọng lượng sẽ là 95 gram. Ngọn 0.9 ly. Đọt đây các, đọt cong vút luôn nha. Cong vút cần Ikada, chiều dài 1,8 m, Hàn Quốc xuất thị trường Nhật ạ. Phần ngọn của nó sao ngọn đặc nè, ngọn là ngọn đặc, dài 1,8 m, ngọn 0.9 ly, trọng lượng là 95 gram nha các, 95 gram. Và cái này mã số 14, giá cần là 650.000, mã cần 14 nha, cần sẽ có giá là 650.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 15, 15 sẽ là một cây cần Heiichi nha các. Cần Heiichi full carbon dài 1,8 m và cái này là dạng cần hai ngọn ạ. Full carbon cần hai ngọn. Một ngọn cứng tầm 15 và một ngọn cứng tầm 20 nha các. Full carbon xoắn. Và ngọn này của nó là đặc thép nè các, ngọn đặc thép chịu lực tốt. Cần Heiichi hai ngọn, màu nước sơn rất là đẹp nè. Nó xoắn giống như cái mẫu xoắn vân, giống như vân si vàng á các. Cái màu nước sơn nó đẹp nha. Xoắn toàn thân luôn, kể cả góc tay cầm luôn nè. Và màu ngọn là 0.7 ly, màu ngọn 0.8 ly. Căn câu gì nâu chấp ha nó, mình ngồi bè ngồi thuyền mình câu thì sử dụng cây này cũng khá là ok ạ. Giang khuyên sẽ là Fuji sứ xám, bát Fuji FS6 bắt gặp. Chiều dài 1,8 m, trọng lượng 128 gram. Và mã 15 nha các. Mã 15 cây này có giá là 750.000. Mã 15 giá 750.000 ạ, cần hai ngọn nha. Và tiếp theo là mã 16. 16 là một cây cần tay fib chuyên câu rô phi nè các, rô phi hoặc là cần câu mương suối, có thể tham khảo cây này. Nó có 4 lóng và chiều dài là 1,8 m ạ. Cần có 4 lóng, chiều dài 1,8 m nha các. Đọt này tốt nè. Đọt này rất là tốt luôn. Nhưng mà nó không võng nha các, ra cần thẳng tắp, cây này cứng 3H. Độ này cực kỳ tốt, rất thích hợp cầu mương suối, cần tay fit nha các, cần tay fit. Và ngọn cần là 0.7 ly, cái này có trọng lượng 38 gram, khá là nhẹ thôi. Và mã số 16 nha các, giá 200.000, mã cần 16 giá 200 ạ. Cái này nãy cực kỳ tốt luôn, các muốn xem video ra cần á, mình cứ các bạn Zalo với em nha. Tiếp theo 17, hôm nay rất là nhiều cần tay đẹp các anh tham khảo nha. Dài 36 này, cần tay carbon, tem vàng đầy đủ ạ. Phôi carbon xoắn toàn thân. Hôm nay em về được những cây lóng ngắn, nó vẫn còn riêng nguyên bản luôn, nhưng mà độ cứng cao nha các. Cứng đều toàn thân 4H hết, không võng. Nó cứng đều toàn thân. Đọt của nó nảy tốt nha các. Đọt nảy tốt, carbon xoắn từ ngọn. Cây 36 này thì cứng 3.5 đến 4H ạ. Đảm bảo các anh còn ra thẳng tắp luôn. Và ngọn là 0.7, trọng lượng 97 gram. Và mã cần số 17. Mã 17 giá 600.000, cây này mã 17 nha, có giá là 600 ạ. Tiếp theo mã 18 là một cây dòng mix carbon dài 4,5 m nha các, 4,5 m và cần có 10 lóng tất cả. Nắp chụp và túi đi kèm nào.
4m5 nha, 4m5 10 lóng. Cái này 4H á. 4H can đánh trôi chép tự nhiên hoặc là dịch vụ đều được ạ. Thẳng tắp luôn. 4m5. 4H nha, cứng đều toàn thân 4H. Và ngọn cần là 0.7 ly nha các. Ngọn 0.7 ly trọng lượng 165 gram ạ. Ra cực kỳ thẳng này. Mã cần số 18, giá cần là 650.000, mã 18 giá cần 650.000 nha các, chiều dài 4m5. Và tiếp theo là mã 19 là một cây 4m5 luôn ạ. Cây cầm tay carbon lóng ngắn 4m5, ngoại hình nước sơn cây này còn tầm 80% nè. 80%. Cũng 4H luôn nha các, hôm nay hàng 4H khá là nhiều. Này nó bị một cái vết xước lông mèo, không dập nha. Không dập, chỉ ở vết xước thôi. Còn các lóng bên trên á cũng còn 85, có lóng được 90 luôn nha các. Nước sơn màu màu bạc toàn thân ạ, từ ngọn luôn, các lóng đều zin nguyên bản hết. Đều nguyên zin nguyên bản nè. Và cái này ngọn là 0.7 ly, trọng lượng sẽ là 148 gram, mã số 19 nha các. Mã 19 cái này có giá là 500.000, mã cần 19 4m5 giá 500.000. Và tiếp theo là mã số 20, một cây Suyumi 4m5 ạ, cần câu tay carbon. Hàn Quốc xuất thị trường Nhật có mã có tên vàng. Cầm tay Suyumi nha các. Cái phần tay cầm ở đây á, họ được làm nhám này, họ làm nhám. Họ làm nhám ở đây. Cầm cho nó chắc tay nó cũng bị trơn. Và phôi lóng bên trong nữa các. Cái này quá đẹp luôn ạ, mới ken. Các lóng bên trong của nó có lóng được 90 nha. Có lóng 85, có lóng 90 này. Mới ken luôn các. Và ngọn của cây này sẽ là 0.8 ly ạ. Ngọn cần 0.8 ly. Độ cứng 3.5 đến 4H nha các. Cần mới đẹp này. Cứng cao, nảy tốt. Ngọn 0.8 trọng lượng 119 gram và mã số 20. Cần này có giá là 690.000. Mã cần 20 giá 690.000 ạ. Và tiếp theo là mã 21 các. Mã 21 sẽ là một cây cần tay 5m4. Cần câu tay dòng carbon rod Apollo dài 5m4 ạ. Ngọn là 0.6 nha các. Ngọn 0.6 ly. Carbon xoắn từ lóng thứ hai. Và những cái lóng này đều zin nha các, đều là nguyên zin, nguyên bản của cần hết này. Đều nguyên zin nguyên bản. Có vài vết xước dâm nha các, ngoại hình nó còn tầm 80-85%. Nhưng mà cái màu nước sơn á, thì vẫn còn sáng bóng nha. Nó sáng mà nó bóng luôn này các. Còn cái độ mới cho bị vài vết xước dâm thôi. Đo cái này là 0.6, trọng lượng là 182 gram. Độ cứng 3.5H nha các. Ra rất là thẳng, có túi đi kèm. Và mã cần số 21 ạ. Mã 21 và cái này có giá là 700.000. Mã cần 21 nha các. Giá cái này sẽ là 700. Tiếp theo mã 22, 22 là một cây 4m5 nha các. 4m5 hãng tác tiết Enjoy. Chiều dài 4m5 và ngọn sẽ là 0.8 ly ạ. Ngọn zin này, ngọn 0.8. Carbon xoắn toàn thân luôn. Để mời các anh xem, ngoại hình thì tầm 85 nha, còn tầm 85. Nhưng mà nước sơn vẫn còn đẹp các. Cái này nó xoắn dạng xoắn gân á, xoắn gân, xoắn nổi luôn ạ. Ngọn 0.8 trọng lượng 161 gram và cây này sẽ có mã số 22. Mã 22 và giá cần là 600.000, mã 22 nha các, có giá là 600.000 ạ. Và tiếp theo mã 23 là một cây 5m4, 12 lóng, phôi carbon ạ. Còn tay carbon lóng ngắn. 5m4, 12 lóng tất cả nha. Carbon xoắn toàn thân luôn.
toàn bộ là lõng lõng zin hết nha các, toàn bộ là lõng zin theo cần hết ạ. Chỉ xước xách thôi chứ không dọc không gãy đi gì đâu nha. Nên là mình nhận hàng á, mình cứ kiểm tra hàng giúp em nè. Màu sắc độ mới như trên video, mới thanh toán nha các. Chiều dài 5m4 và cần có độ cứng là 3.5H, ngọn 0.7 ly. Cái này có trọng lượng 197 g, dài 5m4 nha. Cái này thì nó vẫn còn túi đi kèm luôn, còn túi zin. Và mã số 23, mã 23 giá cần là 700.000, mã 23 5m4 giá 700.000 ạ. Tiếp theo 24 sẽ một cây gamma nha các. Cần tay gamma rất khúc. Chiều dài của cần là 4m8 ạ. Cần có tay gamma rất khúc, hàng nội địa Nhật nha các. Và cây 4m8 này sẽ có tổng cộng là 5 lóng tất cả. 5 lóng, lóng zin hết, độ mới tầm 90%. Lóng zin hết nha các. Cần tay gamma cao su dài 48, carbon xoắn toàn thân, tay cầm thì sẽ được 4 chỉ ạ, dài 48. Và ngọn của cây này nó là 0.6 ly nha, ngọn cần 0.6 ly carbon xoắn này, trọng lượng là 110 g nha các, và độ cứng tầm là 3H ạ. Mã cần số 24, mã 24 giá 2.650.000, mã 24 giá cần 2.650.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 25. 25 là một cây siêu star nha các. Cần câu tay carbon lóng dài siêu star Pro Step này, dài 7m2. Cây này có chiều dài 7m2, carbon xoắn, đọt 1 ly 8, đọt to nha các. Đọt to. Cần câu săn hàng. Cây này nó cứng khoảng tầm là 5 đến 6H ạ. Chuyên chấm đen nè, canh câu mè, đánh mè tự nhiên, chiếc dịch vụ 7m2. Cái đánh chấm đen rất là khỏe luôn nha các, cứng 5-6H, đọt to, canh lôi cá nó dễ, nó khỏe hơn, đọt nó sẽ khỏe hơn. Màu nước sơn zin nguyên bản theo cần và ngọn là 1 ly 8, trọng lượng 372 g. Cái này sẽ có mã số 25 nha các, mã 25 và giá cần là 1.250.000. 1.250.000 mã số 25 ạ. Và tiếp theo là mã 26. 26 là cây 8m1 của Daiwa này các. Daiwa 8m1 cũng là dòng con tay săn hàng luôn ạ. Đồng 1.2 ly. Đồng 1.2 ly, carbon xoắn từ ngọn. Ngọn này là ngọn zin theo cần luôn nha các. Ngọn nguyên zin theo cần này, carbon xoắn từ ngọn cho mình. Chiều dài 8m1 ạ. Ngọn 1 ly 2 và 8m1 nó có trọng lượng là 348 g nha các. 348 g. Cái này thì mã 26. Mã 26 ngoại hình nước sơn còn tầm 80% nha. Mã 26 còn có giá là 1.350.000. Đa qua 8m1, mã 26 1.350.000 ạ. Và cuối cùng kết thúc video hôm nay là mã số 27. Một cây cần tay lóng dài của Olympic nha các. Olympic và cây này sẽ có chiều dài là 9m, phôi thì là carbon xoắn gân. Phôi carbon xoắn nổi gân như này ạ. Olympic 9m, độ cứng 5 đến 6H và ngọn là 1.3 ly, ngọn nguyên zin. Đầu bu xoay 360 độ chống xoắn. Ngọn 1 ly 3 ạ. Phôi của nó sẽ là carbon xoắn gân nha các. Các bạn xoắn từ ngọn và bắt đầu từ lóng thứ hai thì nó sẽ xoắn gân. Xoắn gân từ lóng thứ hai. Và ngọn cần 1.30, trọng lượng sẽ là 330 g ạ. Cây 9m 330 g nha các. Mã cuối cùng, mã số 27, cây này có giá là 1.750.000. Mã 27 có giá là 1.750.000 cây này ạ. Olympic nha các. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em ạ. Chào tạm biệt các anh.